Hôm trước thì các cái nhà của Phụng lên đó thì xây cái bồn nước, rồi xây cái giường ngủ, rồi cái toilet, rồi cái nhà bếp, thì nó là gần cái nhà bếp, cho nên là cái phong thủy đồ này nọ không có tốt. Hôm nay thì Phúc Hà sẽ thì sẵn dịp đây thì đổi nhà em lại, cắt nhà em lại nha. Cái con đây nó dạy chưa bao giờ dạy như con út út lợn. Cái phòng ngủ ở nhà bếp ở gần toilet không tốt. Thế bây giờ mày đưa cái toilet lên cái đầu cha mày, mày xây tốt hay không? Mày đang xem lại cái nhà của Lâm Tứ đây. Hiện bây giờ mày có thay đổi cái cỡ nào chăng nữa thì cũng là một nốt ra hà. Từ khi mày dỡ nhà đấy mày may cái như mày mới là gọi là giảng sanh, chứ còn nếu mày không dỡ nhà ra mày không bao giờ giảng sanh nấu tao đâu. Cái đồ chi mà bà con thấy không, trời đất thánh thần, bây giờ nó lên nó quốc câu là phong thủy là mình nghe thấy dụm nụ liền, mình nghe thấy là chết quốc liền. Thà nó lên nó xin lỗi, thà nó lên nó xin lỗi, nó nói một tiếng thôi đấy vậy đó, mà nói là nhờ có nó tôi mới có tiền ở quý bà con. Đấy, nó nhờ có nó mà tôi mới có tiền YouTube, có tiền ở như thế mà thế này thế nọ thế kia đó. Nói út lợn nghe nè, nói thật sự, nói về út lợn là cái thật sự ra nó cũng khang cố lắm, cũng dám thọ lắm, chứ thật sự cũng tránh sướng ít gì đâu út lợn. Không có út lợn là anh nói nhiều đề tài khác nó còn hot hơn nhiều. Đấy, nhưng anh nói rồi, riêng cái kênh đời thường đấy anh chỉ dành cho mỗi mình út lợn thôi, và chỉ mỗi mình em duy nhất thôi, không có ai nhảy vô đâu. Cho nên bây giờ đó, cái phong thủy phong đồ anh chưa biết, là cho thấy là cái độ lưu manh của em bây giờ nó thật sự nó lú ra hết trơn rồi. Gọi là bây giờ em gọi là sexy toàn bộ 100% rồi đó Út Lợn, hiểu không? Đó. Cái loại mà lưu manh như em nó thật sự là nó chôn vùi trong cát không được đâu. Rồi bây giờ loại ra hết rồi, bây giờ cái thằng Hiếu đâu rồi? Thằng Hiếu mạch lợn mạch cha sẹ mày bây giờ mà trốn đâu rồi? Bây giờ mà ra mày ấy chứ, mà ra mà chứng minh là cái nhà đó là thằng đời thường nó nói bậy đi. Mày chứng minh rằng đời thường nói bậy, đời thường nói là cái nói không có cơ sở. Căn nhà đó là đất của tôi, tôi làm nên là bằng tiền của tôi. Cho nên bây giờ là đời thường nó nói là tầm bậy. Bây giờ mày lên mà làm đi. Mày chứng minh rằng đời thường nói bậy rồi đi. Cái nhà của mày sao mà thật sự cái nhà của mày nó cũng banh xà lông rồi. Nó dở nguyên căn, nó phải là một góc một ấy quý bà con. Đó. Rồi bây giờ bà con thấy thằng Long Tứ phong thủy nó hụt dữ không? Nó ở nhà phong thủy sao đâu mà làm ăn không được. Nó trầm lục bình mà nó thật sự trong vòng mấy tháng trời bán được 60.000. Trời đất thánh thần ơi. Bà út gà bà nghe con của bà mà xuống Vĩnh Long làm nên cơ sự nghiệp đây là nó thật sự bà mừng cũng hú hồn luôn à. Mẹ lừa đảo, phần con là con lưu manh, kết hợp với con mẹ nuôi là đúng bài luôn. Trắng lột của chim sâu anh cho hết không còn cái chi nữa, bây giờ lũ bay lại là lên phong thủy hả? Có thầy phong thủy nào không quý vị? Ở trong đây có thầy phong thủy nào phán cho một câu xem thử nhà đấy khi nào dỡ nữa. Chứ tôi đang ngắn là thấy phong thủy đây cũng không hợp nữa rồi. Tôi nhìn thấy căn nhà đây chắc là phong thủy đây chắc là ra năm, chắc còn phải đi thêm một chuyến nữa thôi. Để rồi năm gửi lo bên đấy mà nó thật sự lo mà làm neo cho thấy bà nậu bà đi, rồi bà gửi tiền cho Út Hà nghe. Bên đấy lo mà coi như là chà móng tay móng chân cho cái Mỹ đen đó. Mỗi lần nó tới tắt ra nó thật sự nó thúi cái mùi, cái như là thật sự nó khó chịu lắm. Cái mùi chuột chết. Rồi ráng mà hít vô đó, rồi coi như là đem tiền đó về cho Lâm Tứ với là con Út Hà để mà coi như là nó làm để mà nó chuyển lại căn nhà cho thấy căn nhà đã phong thủy không hợp rồi. Căn nhà thấy phong thủy tào lao rồi quá vậy. Khi mà nghe nó thật sự bà con hết sức thông cảm. Khi mà nghe nó là đây là tiền của Năm gỡ gì à. Mà cô Năm bảo rằng không cần công bố, tôi nói trời ơi sao mà dạy dữ vậy trời. Tiền mình gỡ cho mà còn cho trộm cho lén nữa. Sao kỳ vậy? Mình gỡ cho người ta sao phải là lén lén lúc lúc làm gì? Mình có tiền mà sao phải lén lúc? Mình đi giúp người giúp cho đúng hoàn cảnh đi là phước đức mới vô lượng. Còn đi cái dạng mà đi a vô cổ xí đó, đi a vô cổ xí mà giúp một cách ngu đần như Năm gỡ rồi đó quý vị, tôi nghĩ trước sau thôi
ở trước sau là nghiệp tràng, mình tràng mấy thôi, thật sự không có phước đức nào đâu. Đó. Còn chỗ thằng anh chị nuôi, ta hỏi mày, đất đất của mày, tiền tiền của mày, ủa mách ông mách cha gì mày phải làm trên cái nền đất của nhà nước mày hả? Sao đất của mày cò bay thẳng cánh mà mày không đem cái nhà trên sau ra mày làm đi, mà mày dựng chi cái nền đất mà trên cái như là cái đất của dự án bây giờ, mà mày thấy không, mày thấy tốn thêm một khúc của năm gỡ nữa không, hay là lũ bay đã đế ra cái công việc đó đỡ lũ bay môi thiệt hả? Rồi bây giờ nè, tao đang live stream trực tiếp ở nhà tao nè, mày đi đâu mà rình bánh game 10 giờ đêm làm đấy đó, mày thích thì mày tới luôn đi, chứ bây giờ nói thật sự nghe nói là mày thuê đàn em rồi đó phục vụ để mà tìm tao, thì bây giờ nói thật sự đó, cứ mày cứ đoán đi, 6 giờ sáng à, tao về tao ra khỏi nhà 14 giờ 16 giờ chiều đến 16 rưỡi à, là tao có mặt ở nhà à, rồi cái như là 10 bắt đầu là từ đó là cái nào là tắm rửa cơm nước tất cả mọi cái, thì là thời gian mà đừng có phục, mà phục cái thời gian từ 6 giờ sáng đó à, tới 16 giờ 30 à, là mày phục thời gian đó, mày may ra mày còn gặp tao ở ngoài đường, chứ còn thời gian còn lại tao về chăm vợ chăm con hết rồi, đâu có nữa mà mày phục mày chờ mày đợi làm chi, như một con chó ngoài chi mà à, như một con chó ghế hiểu không, nằm chi mà cái phơi xương phơi nắng để chờ mỗi anh đời thường à, mà bây giờ nè cái ngày hôm nay đó đáng lý ra xin thưa quý bà con, tôi cũng canh cái me là 12 giờ trưa để nói chuyện cho nhiều bà con coi chút à, nhưng mà nói thật sự lúc đó tôi chưa thu xếp được thời gian à, ráng nớ ra chút, bây giờ nó kéo rơ tới là coi như là 2 giờ mấy rồi à, nhưng mà nói thật sự cũng phải hôm nay chiều hôm nay là phải bỏ việc đó quý vị, phải bỏ việc để mà lên mà chứ cho nó đã cái bụng, cho thật sự quý bà con nó tức từ đêm hôm tới bây giờ mà nghe cái phong thủy con út lợn đó à, mấy ông mà nói thật sự mấy ông bạn tôi ông cũng làm bên vấn đề kiến trúc á, ông cũng là rành phong thủy lắm, ông nói trời ơi tôi nghe ông nói với con út lợn mà cả năm nay rồi mà bây giờ nó chơi nó trớ một cái là bây giờ nó thay đổi nhà của chim sâu với Long Tứ là phong thủy à, không biết là sắp tới anh em mình có đăng ký học thêm lại hay không, cho thấy bây giờ cái trình độ hà chung là nó vượt trội quá rồi à, nó vượt xa quá rồi à, cái nhà bếp đó làm sát bên cái nhà vệ sinh đó, cho nên là cái phong thủy không được tốt à, chứ còn bây giờ nói thật sự cái giường ngủ của Long Tứ à, mà nó làm trên mã cha mày thì có tốt không út lợn hả à, cái giường ngủ Long Tứ đó bây giờ nó làm trên mã cha mày có tốt hay không à, tất cả những cái bộ phận cánh tay cánh chân rồi bây giờ nó đôi ra làm cột làm kèo đó rồi hả, chướng không, phong thủy hợp không à, có động mồ động má mày mà mới chiếu nhà chứ, chứ không động mồ động má mà chuyển nhà làm chi à, phong thủy cái gì đó, thà lên nó nói thật một câu lý do chuyển nhà dính hành lang an toàn của dự án trên phải chuyển đó, thì nó thật sự cộng đồng mạng là hoan nghênh ở đây một cái là cái tinh thần gọi là cái tính thật thà, có sao nói vậy, còn đến giai đoạn này đến cái nước này rồi nó vẫn còn ma mị thì bà con thấy khủng khiếp không, nếu như cái đà đây mà không có những anh em phản biện lên lật mặt thì tôi nghĩ quý vị đến bây giờ con út lợn này qua cái vụ chim sâu là nó giàu sụ rồi, nó đi lường gạt cộng đồng lường gạt cá bá tánh là nó giàu sụ rồi, lúc nào cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, Phật nào chứng mày út lợn hả, Phật nào chứng mày, mày là cái dạng cái con mượn đạo tạo đời buôn thần bán thánh, mà mày có Nam Mô A Di Đà Phật cỡ nào chăng nữa thì tao nói thật sự cứu quyền thất tổ mày cũng không thể siêu thoát được của tao đâu hả? Tao chứ khi nào mà cứu quyền thất tổ mày đội mồ sống dậy mày dạy dỗ mày lại đã, rồi lúc đó tao mới hết chữ. Chứ còn cái lũ mày nó thật sự bây giờ là nó không còn cái lời nào để mà nói chuyện đó, không có gì. Tôi không còn một lời nào luôn, tôi nói thiệt à, hết rồi. Hết lời hết lễ với con út lợn rồi đâu quý bà con à, lên ma mị một cách thật sự dốt nát bắn bừa à, vô liêm sỉ mà lên không gian mạng như đúng rồi, lên không gian mạng giấy mà nó vẫn còn rảnh ra được một cái câu phong thủy nhà bếp ở gần nhà vệ sinh à, rồi sao phong thủy sao dỡ nhà thằng anh ra anh nuôi luôn hả, ủa nhà thằng anh nuôi là nó thật sự nó xây trên cái nhà từ đường cha mà hả, phải dỡ, nếu không dính vào dự án tại sao phải dỡ nhà anh nuôi luôn hả, nhà thằng anh nuôi nó dính cái gì trong đó, nhà thằng anh nuôi chẳng lẽ bây giờ nó dính phong thủy chặt với mày hả, bộ nhà thằng anh nuôi đỡ đấy rồi nó thật sự nó dính cái chay mà phải dỡ đi, bà con thấy không, có nghĩa nó dốt
nó dốt đến mức mà bây giờ vua đó gọi chữa cháy chữa quê mà cái chữa quê không được, bây giờ cũng phải ráng rạnh ra một câu nói cho nó đỡ quê chứ bây giờ ông đời thường ông phán đúng quá trời rồi đó. Mà vì sao mà cái như mày nghĩ sao tao ở đây mà tao biết cái như là cái lũ bay đang lưu manh gì đó, do lũ bay làm tốt quá mà, lũ bay làm hay quá rồi cộng đồng mạng khán giả bà con họ cái như họ nghe đó, rồi họ mới đi tố giác lũ bay, đúng không? Mày có cần biết ai là người tố giác mày hay không? Đó. Đâu phải một mình đâu, đâu phải một người đâu, hàng loạt người à, nhất là cái anh chàng hàng xóm mà có cho bé dê đó, cái hàng đêm mà nó thật sự anh thấy bóng dáng của mày lù lù mà à, bước vô nhà Lâm Tứ rồi giao lưu giao đồ rồi chơi cái kiểu mà chống chân chó đó, rồi ông thấy chướng quá rồi bắt đầu là ông nói với tao đó. Rồi bây giờ mà thấy cái hướng cửa đó là ông thấy cái kiểu mà chống chân chó đúng không, là mà thay đổi lại, tao nghĩ vậy thôi chứ không có phong thủy được rồi à. Nó thay đổi cái hướng cửa để cho mẫu lần nó chấm chân chó với Lâm Tứ là chung là không ai thấy, nhất là anh hàng xóm. Ông hàng xóm ông cũng kỳ lắm quá vậy, nhà ông là bên kia sông mà ông có cái ông dồn mẫu lần là cái nghe chó sủa là ông có phóng ông dồn qua thấy toàn chấm chân chó không à, đến bây giờ nó trời ơi đây không hợp không thấy hèn chi, hèn chi mấy ngày vừa qua là đụng cái chi ông đời thường cũng chữ, rồi đây mày thay đổi phong thủy là mày chắc ăn là tao không chữ mày nữa không. À, mày thay đổi phong thủy cho tốt là mà có chắc ăn rằng khi phong thủy đã gọi là à, đã thay đổi rồi đã tốn một mớ tiền để sửa phong thủy rồi để mà tránh trong đời thường ông chữ, thì mày có đảm bảo không, có tin rằng ông đời thường không chữ mày được không, hay là coi chừng cho cái vụ phong thủy ta chữ càng ghét nữa à, cái vụ phong thủy xin thưa quý vị đó, tôi chữ là chung là cái nó có đội mồ sống vậy thôi à, chứ còn không bao giờ nó thật sự tôi để cho cái con út lợn này nó tung ta tung tăng được, chị bán không vô làm lại thì nó thật sự tôi cũng chữ ra ban cạc à, dạng lưu manh mà đúng dạng lưu manh thứ thiệt quý bà con, gặp rồi hôm nay mới gặp quý bà con à, chứ còn mấy kênh YouTube kia nó làm bẩn bữa tôi nói một cái là nó điện thoại qua nó năn nỉ thấy ông nậu luôn và nó sửa, mấy kênh YouTube mà làm bẩn bữa bữa đấy làm thiện nguyện bá dơ đó, điện qua cần nói nhẹ tiếng thôi à, rút kinh nghiệm và hứa sẽ sửa sai à, là thôi tôi tha tôi buông liền. À, chứ tôi nói quý bà con làm thiện nguyện mà cái tôi lên tôi móc thơ rây miết mà bây giờ móc đâu trúng đó, móc đâu nó lòi ra đó thâu, nó thật sự bây giờ có bóc cái như là bóc với chi ăn chứ tiền đâu nữa mà ăn, đấy không à, bây giờ hỏi rằng cái như là út lợn đây bây giờ nó bóc gì nó ăn được quý vậy đó, ngoài cái lục bình là nó thật sự ra cái bệ xí của Lâm Tứ mà ngày xưa nó xây trên nền đất không mà phong thủy đó à, coi còn sót lại cái chi không mà há miệng chờ mà trúng thâu cho lấy cái chi nữa út lợn hả à. Chữ đây nó thật sự đã chữ cỡ ri là nó thật sự là không còn cái chi để ăn ở đâu đúng không? Đó, phong thủy tốt chữ không? Tự nhiên mới thay đổi chiều hôm qua về phong thủy tự nhiên lên mép chút ông đời thượng chữ quá trời. Rồi giờ hỏi út lợn nè, à, cái phong thủy bây giờ đó khi nào thay đổi nữa nói đi. À, cao lắm ra năm, đúng không? Cao lắm ra năm thay đổi là sao? Mà vài bữa đó thật sự quý bà con sẽ thấy những cái mà trong nhà của Lâm Tứ không cánh là bay ngang. Đó. Từ cái mây dịch, mây lạnh, mây đồ chắc ăn sẽ không cánh là bay à, cái mây nước nóng đó à, không cánh là bay, bay qua nhà út lợn đó. Đó bay qua nhà út lợn, chứ còn bây giờ nó thật sự nó chuyển qua đấy là để mang chắc là nghi binh thôi, chuyển qua đấy để nghi binh để mà chữa quê, và nó chuyển qua đấy để chờ ông đời thường ông lén dịu xuống đây rồi tất cả mọi cái sẽ đi vào quỹ đạo à, chứ còn nó thật sự bay bây giờ nó thật sự quý bà con, cái vụ đây mà tôi lấn đi là bây giờ nó chuyển nhà nó dỡ nhà đi làm chứ ai đâu biết đúng không đó. Nhưng mà không được đâu, mày cái chuyển vào đó mày cũng cầm hơi cao lắm là hết năm nay, chứ thật sự qua năm 2024 mà cái như là à, cái âm lịch á là xem như mày không thọ nổi đâu, tao nói thật cái khà đó à, dạng quá dơ, thật sự dơ quá trơ trẹn quá đó. Để rồi mấy thằng con của mày nó thấy cái hành vi của mày đấy, nó thật sự rồi nó có suy nghĩ gì không lợn hả? Mấy thằng con của mày đó nó chưa vợ mà thấy thằng nào cũng chưa vợ, rồi đừng có nói với tao là thật sự nó đi chụp giống như chụp con gái của người ta gì ở giống Lâm Tứ với trên sau nha đấy. Thế còn cái thứ của mày ai dám ngồi xuôi hả? Cái thứ của mày ai dám ngồi xuôi lợn, tao nói thiệt cái thứ của mày nó thật sự bây giờ có mà có mấy cái mít kỳ á, ai mà ngồi xuôi với mày là toàn mất kỳ hết, ta nói vậy để cho người ta tránh đi nha. Những người mà ngồi xuôi với mày đó là mất kỳ đó,
ông bà nào làm xui ốc lợn á là phải nhìn lại ngang, chứ đừng mà ngồi xui mà tôi thấy cái mặt làm nó thật sự tôi chữ là con mất kỳ đó, được không? Cái dạng con này nó không xứng đáng mà để mình phải ngồi xui nó thâu bãi đi quý vị, coi chừng chứ bị dính lây. Đây giống như kiểu mà nó chế nhà như ngày xưa mà nhà cái nhà tranh đó quý vị, nó chế là vợ chế lây lắm, qua miệng đời thường đây đó thật sự nó chế là chế lây liền, được không? Dạng ba dơ chứ dớ sợ không quý vị, khủng khiếp thiệt. Cái buổi mà tụng cho Út Lợn như đây là đủ rồi quý bà con ha. Tối nay nếu mà thu xếp được thời gian là tụng tiếp. Bây giờ thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con chúng ta cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tạm biệt tất cả các bà con. Bà con vui lòng cho Đời Thường TV một lượt like và vui lòng chia sẻ giúp cái clip này cho Đời Thường. Ai có Zalo của là con Út Lợn dục qua cho Út Lợn nó nghe cái bài phong thủy hôm nay nha bà con. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại.